Đánh bại Liverpool thời điểm này quả thực là một thử thách khó nhằn với mọi đội bóng. Ngay cả khi đó là Chelsea giàu tham vọng và sức trẻ, teaser trước thềm chung kết Carabao Cup sắp diễn ra hẳn nhiên đã vừa khiến cho người hâm mộ thấy rõ sự chênh lệch đáng ra nên ở mức độ nào. Một binh đoàn của Jurgen Klopp đem đối thủ xuống địa ngục xuyên suốt thời gian thi đấu. Đây là Anfield, là nơi mà ngay đến cả Man City cũng phải lưỡng lự. Thêm vào đó thì quyết tâm cho mùa giải diệu kỳ cuối cùng dưới thời của ông thầy người Đức. Tất cả những điều đó khiến cho sự thiếu vắng của Salah cũng không gây ảnh hưởng quá lớn. Darwin Nunez chạm đến đỉnh cao của sự vô duyên, hay Trent Alexander-Arnold vẫn chưa đạt được thể trạng tốt nhất. Không có gì cản bước được tập thể lữ đoàn đỏ bách chiến bách thắng vào thời khắc này cả. Một đội hình ra sân gồm có những sự chọn lọc, đặc biệt ở hàng phòng ngự được Jurgen Klopp thực hiện. Hai cánh bên hàng phòng ngự là nơi đáng chú ý với Joe Gomez và Conor Bradley san sẻ nhiệm vụ, thay thế cho Andy Robertson và Arnold xuất phát từ băng ghế dự bị. Hàng tiền vệ mạnh nhất với Jones, McAllister và Szoboszlai. Còn tuyến tiền đạo, những cái tên đang thể hiện phong độ nhất là Luis Diaz, Darwin Nunez và Diogo Jota được trao niềm tin trước Chelsea phía bên kia. Những thiếu vắng của The Blues thì vẫn như vậy, không có thủ thành Sanchez và không có đội trưởng Reece James. Người ta mong chờ vào một cuộc đại chiến như những gì đã xảy ra đầu mùa giải năm nay. Nhưng hóa ra, đó là khi mà binh đoàn của The Cop còn chưa đạt trạng thái ổn định với những mắt xích vừa cập bến tuyến giữa. Và thêm vào đó, hỏa ngục Anfield thì vẫn là nơi dễ đi khó về với tất cả các đội bóng. Pochettino thì hiểu rất rõ điều này. Nhưng đến độ ông thầy người Argentina không làm thế nào để có thể xoay chuyển tình thế sau quãng thời gian bị ép đến nghẹt thở trong hiệp 1 thì đúng là hiếm thấy. Hai bàn thắng được Liverpool có được trong khoảng thời gian này có thể là 3 hoặc nhiều hơn nếu số 9 tỏ ra tinh tế. Còn The Blues có cho mình tứ quý thẻ vàng với Caicedo, Enzo, Chilwell và Di Sassi. Bàn thắng mở điểm là tình huống solo của Diogo Jota, một chút may mắn cộng hưởng và thế là Petkovic chẳng thể phản xạ kịp. Pha lập công đến từ đường kiến tạo của Bradley, nhân tố bí ẩn đang trở thành cái tên sáng giá tiếp nối di sản của Arnold hiện tại. Anh sau đó cũng điền tên mình lên bảng điện tử bằng một cú ra chân quyết đoán vào góc xa. Pha xử lý dứt khoát của cầu thủ 20 tuổi hẳn nhiên khiến cho người hâm mộ Chelsea nhớ đến Reece James, người mà không biết bao giờ mới có thể quay trở lại khỏe mạnh nữa. Darwin Nunez là người hăng hái dứt điểm nhất ở lữ đoàn đỏ từ đầu chí cuối. Tuy nhiên, từ cú ra chân đó đã không còn được lạnh lùng như một trận trước đó. Siêu sao người Uruguay theo thống kê đã có tới 4 lần đưa bóng dội cột, cũng là kỷ lục của một trận đấu tại khuôn khổ Premier League trong lịch sử. Điều tích cực đó là không giống như lần phải gục xuống sân bỏ lỡ, Nunez đón nhận quả penalty tệ của mình bằng điệu bộ bình tĩnh. Anh không thể ghi được bàn thắng nhưng vẫn rất hăng hái để gây sức ép không ngừng nghỉ lên một Chelsea bất ngờ thay lại thiếu ổn định một lần nữa. Những áp lực dồn lên Silva, Badiashile và cả đôi cánh hàng thủ, những pha di chuyển liên tục của cầu thủ này vẫn luôn khó đoán như thế. Sang đến hiệp 2, Mauricio Pochettino có được những sự thay đổi ngay lập tức nhằm cải thiện tình hình với Nkunku, Gusto và Mudrik được cho vào sân. Thế trận thì có vẻ vớt vát lại được kha khá. Những nhân tố này cho thấy sự hăng hái hơn và cũng đem tới nhiều cú sút hơn so với hiệp 1. Trong cả 45 phút đầu tiên, The Blues chỉ có đúng một lời đáp trả được Enzo thực hiện ở khoảng cách ngoài 30m. Dĩ nhiên là tỷ lệ ăn bàn gần như không có rồi. Cơ hội đến với Mikhailo Mudrik trong một tình huống quá thuận lợi phút 51. Nhưng rồi thì tài tử người Ukraine chỉ có thể tạo nên một quỹ đạo chim bay cùng với những tiếng thở dài trên khán đài những vị khách. Để rồi đến phút 65, Bradley tiếp tục có một quả tạt như đặt để Gerrard 2.0 đánh đầu, không cho Petkovic bất cứ cơ hội nào. Cảm thấy cậu học trò quá khủng khiếp, Jurgen Klopp đã đưa Bradley ra nghỉ để thay thế bằng Arnold đang tìm lại phong độ. Phút 69 cũng chứng kiến 4 sự thay đổi của lữ đoàn đỏ, một khoảng thời gian mà họ trùng xuống và đã bị The Blues nắm bắt. Bàn thắng đầu tiên của những vị khách đến ở phút 71, một pha bóng cho thấy phẩm chất của Nkunku. Lý do tại sao Pep Guardiola từng xem anh là lựa chọn thứ hai sau Erling Haaland. Jota đã ghi bàn và sau đó thì Nunez cùng với Diaz đã phối hợp để tạo nên pha lập công đến ở phút 79, chấm dứt ngày thi đấu bằng tỷ số 4-1 thật khó tin. Chuỗi 7 trận hòa liên tiếp trong thời gian thi đấu chính thức của hai tập thể hàng đầu cuối cùng cũng đã có biến số. Một trận đấu hoàn toàn cửa trên của đội bóng áo đỏ vùng Merseyside. Còn Chelsea, vẫn cứ khi nào mà người ta kỳ vọng nhiều vào họ nhất là một câu chuyện quen thuộc lại xuất hiện. Có chăng một tình huống gây tranh cãi trong trận đấu khi Virgil van Dijk có vẻ phạm lỗi với Conor Gallagher trong vòng cấm địa. Nhưng bấy nhiêu dĩ nhiên là không đủ để cứu vãn sự khác biệt về phong độ và vị thế ở thời điểm này. Mà đó là khi không có Salah, Liverpool chứng kiến một Darwin Nunez sút 11 quả mà không vào được lưới pha nào nữa đấy. Chỉ trong cái rủi có cái may,
Jurgen Klopp sau trận đấu cũng không thể bỏ qua được phát hiện của mình, Connor Bradley, với màn trình diễn điểm 10 vừa qua. Hai kiến tạo và một bàn thắng như vậy. Anh ấy là một chàng trai đáng kinh ngạc. Họ nói với tôi rằng đám đông đã hát vang tên của anh ấy. Tôi thì không nghe thấy điều đó. Điều đó thật tuyệt. Tôi nghĩ anh ấy đang bay vào lúc này. Đúng là như vậy. Anh ấy đang làm việc chăm chỉ. Một cầu thủ bóng đá giỏi. Anh ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều. Thật không thể tin được. Nếu bạn nghĩ lại mùa hè, có khá nhiều người nói rằng chúng tôi cần một hậu vệ phải. Nhưng chúng tôi rất tích cực về Connor. Chúng tôi không thể kết hợp kết quả này với những chấn thương mà chúng tôi đã gặp phải nếu những anh chàng này không xuất hiện. Còn về màn trình diễn của toàn đội sau trận đấu, tỷ số 4-1 đã thể hiện quá rõ những gì diễn ra trong suốt 90 phút. Làm thế nào mà Jurgen Klopp có thể không hào hứng được khi ông cũng dành lời khen đặc biệt về chất lượng thi đấu của toàn tập thể? Bạn phải chơi xuất sắc để giữ cho Chelsea bình tĩnh vì họ siêu tài năng. Nhưng cách chúng tôi bắt đầu trận đấu thực sự mạnh mẽ, đúng hướng khiến họ chịu áp lực. Phản công pressing là ưu tiên, giữ họ ở những khu vực họ không muốn. Pressing tầm cao thực sự tốt. Họ không thể chơi theo cách họ muốn trong quá trình xây dựng. Các chàng trai đã làm rất tốt, ghi bàn. Công bằng mà nói, chúng tôi có thể ghi thêm một hoặc hai bàn nữa. Quả nhiên là với 28 cú dứt điểm, 13 lần đưa bóng đi trúng đích, thì đội chủ sân Anfield có quyền hy vọng thêm nhiều thành quả nữa. Mặt đó là khi Salah còn chưa trở lại sân cỏ, Arnold thì chưa có được sự sẵn sàng, còn Darwin Nunez thì đúng là rơi vào ngày đen đủi nhất của anh. Cũng may là cái kết thì cũng không có nhiều đổi khác. Phải nhắc lại như vậy để thấy rằng chúng ta đang chứng kiến một tập thể Liverpool bách chiến bách thắng sau lời chia ly được đưa ra từ Jurgen Klopp. Họ biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa trong mùa giải đặc biệt này, rằng phép màu tại Anfield dưới bàn tay của Jurgen Klopp không phải là vĩnh cửu. Người hâm mộ và cả những khán giả yêu thích thứ bóng đá tổng lực đáng xem mà ông xây dựng nữa. Tất cả rồi sẽ đến hồi kết, nên hy vọng điểm dừng chân sẽ trở nên thật đẹp đẽ nhất có thể. Về phần Chelsea và Pochettino thì thật khó để khẳng định rằng họ vẫn chưa như những trận trước đó. Màn trình diễn trước Middlesbrough đã không được tái hiện. Nói về những ưu điểm trong cách chơi, chưa nhắc đến độ hiệu quả. Không có một Chelsea tham vọng mà người ta vẫn kiếm tìm, chỉ có một tập thể vẫn cần nhiều thời gian hơn để có thể xây dựng đúng ý đồ nhất. Rõ ràng là họ giỏi hơn chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi đã thua mọi cuộc đấu tay đôi. Mỗi khi chúng tôi thu hồi bóng, sau lần chạm bóng đầu tiên hoặc thứ hai, chúng tôi đều mất bóng. Nó rất xứng đáng với họ. Trong hiệp 2, chúng tôi đã thay đổi một chút và Mudrik đã có một cơ hội rõ ràng để ghi bàn. Nhưng sau đó chúng tôi đã để thủng lưới. Đây là một ngày đáng quên của Caicedo và Gallagher khi họ không thể giữ vững được khu vực tuyến giữa của Chelsea như thường lệ. Đó là lý do thời lượng thi đấu của cặp đôi này chỉ từ 45 cho đến 66 phút ở trận đấu này. Sự xuất hiện của Enzo Fernandez một lần nữa dấy lên những nghi ngờ bởi vì trong những trận đấu lớn, anh vẫn chưa thể hiện được đúng vị thế. Trước Man City, Man United, Aston Villa và nay là Liverpool, dù thường được chạm bóng nhiều nhất đội, số 8 không kiến thiết lên được sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành như kỳ vọng. Rõ ràng, người ta hy vọng vào một cặp đấu cân bằng giữa một Liverpool sở hữu phong độ vừa phải và Chelsea ở nấc cao nhất về tinh thần. Nhưng hiện nay, khi mà hàng loạt những câu chuyện cổ tích ở những giải đấu lớn đang vụn vỡ dần, thực tại không thể tạo nên một viễn cảnh Hollywood cho cặp đấu này được. Liverpool đang quá mạnh và quyết tâm, còn Chelsea thì còn rất nhiều việc phải làm. Câu hỏi được đặt ra sẽ là, liệu ai cản bước đội bóng của Jurgen Klopp đây? Man City hay là Arsenal mới đủ sức? Thật khó mà đoán định.